Ừ, thế thì thế này, chắc phải thiết kế một cái khóa. Cháu Khâm xin mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV. Các bác thân mến, hôm nay Khâm lại có mặt tại nhà của Nô Súa. Thưa mọi người thì là ngày hôm nay là ngày thứ ba anh em làm cái hiên này, và có lẽ là trong ngày hôm nay nữa thôi thì các cái công việc này sẽ được xử lý gọn gàng, chỉn chu, và chính thức rằng là đội thợ xây xong công việc ở nhà Nô Súa. Trước mắt thì là như vậy mọi người ạ. Các cái công việc hoàn thành đến đây thì có lẽ đội thợ cũng đã kết thúc cái phần việc xây dựng của mình ở đây rồi. Trong ngày hôm nay thì sẽ để anh mình ở cháu báo nhé, lắp lắp nước nữa. Đấy, lắp nước mọi thứ kê tét. Chỗ này sửa lại à? Vâng. Ừ. Bởi vì là hơi có tối. Tối. Mọi người cứ cố làm tối làm cái gì? Em bảo làm công nhật thì thôi thì 5 rưỡi 6 giờ kém thì nghỉ đi. Thì ngày hôm sau thì lại làm tiếp. Anh em cứ cố làm tối, cuối cùng là xong thì không xong được. Vẫn phải sang ngày hôm sau thôi. Vâng. Bởi vì là vẫn còn ít. Còn ít muốn cố nhưng mà lại chưa xong. Vẫn bậc to bậc nhỏ nha. Sẽ sao lại ấy đây? À. Vẫn bậc to bậc nhỏ. Đây, đồ thiếu này. Lắp hộ em, tí lắp hộ em luôn nhé, tí làm luôn nhé. Anh này nhà đâu đây? Nhà ở trên Vườn Trái. Vườn Trái à? Đây đang Vườn Trái đây, ai cũng Vườn Trái mà. Trên thôn Vườn Trái A. Vườn Trái A. Đi đâu đây? Vào đây xem công trình đây. Vào đây thăm công trình gì? Nhà làm này có được không? Được anh. Nhà này thì không giống nhà của người Mông nhỉ? Đúng rồi. Nhà này nó khác mà. Thế hệ thanh niên thì làm như nào mọi người cũng thích ở. Nhưng mà tầm các cụ, nói không phải các cụ đâu, tầm khoảng ba mấy, 35 tuổi đổ đi là họ thích ở cái ngôi nhà truyền thống của họ hơn. Đấy. Thích làm kiểu rằng là bốn bức tường cũng được, nhưng mà phải có hai cái cột ở giữa này. Phòng không cần ngăn, chẳng cần chát. Nó đúng không? Đúng. Ở đó nó mới có hai cái mà ở dưới nhà. Nhưng ở đây không có. Ở có ở được không? Vẫn được. Vẫn được đấy. Ngày nhà là đường. Ngày xưa ông chứ cũng phải thuyết phục lên, thuyết phục xuống đấy. Ngày xưa ông chứ là không với anh Tuyên lên cùng làm với ông thì cái vấn đề là nhà, cái hướng nhà thì thôi, ông muốn chọn thì để ông chọn, bởi vì chả có hướng nào khác ngoài việc là quay về hướng Tây. Chẳng qua là ông muốn chỉnh một tí, xê dịch một tí thì mình gọi là chấp thuận. Nhưng mà về cái ví dụ như nhà đã chật rồi, lại muốn cột, muốn kèo nữa thì khó. Thôi là anh em cũng động viên tư tưởng ông ấy cũng. Thưa ơi, mọi người là xem video chỉ, mọi người xem một cái video nó chỉ khoảng 30 phút thôi, nhưng mà trong quá trình làm việc với ông chứ thì đến thời điểm hiện tại là cũng được sắp được 2 năm rồi. Mới bắt đầu bật mí rằng là lúc đấy là cũng làm việc tư tưởng với ông mất cả ngày đấy. Con trai thì không dám can thiệp, nhưng anh Mì bảo làm thế nào cũng được, miễn là kiên cố có cái nhà ở. Nhưng mà ông thì ông nhất quyết là muốn thế này, muốn thế kia. Đúng cái bài của người Mông, bởi vì đến tuổi này thì thực sự là như ông chứ thì 64-65 tuổi ấy, thì ông cũng không có mong muốn là nhiều hơn về cái ngôi nhà, nhưng mà muốn là tính cho các cháu ấy phải giữ theo cái truyền thống đấy, truyền thống nhà của người Mông. Tuy nhiên thì là sau một ngày đã thông tư tưởng thì cũng quyết định là làm cái ngôi nhà ở thời điểm hiện tại này. Thì bây giờ vẫn sống khỏe thôi, thậm chí là còn khỏe hơn, tinh thần tốt hơn, có ốm đâu. Tuổi già thì chắc chắn là sẽ ốm, thay đổi thời tiết, đi nắng mưa tí là ốm. Này, cái này sao lệch thế? Ai làm bên này đấy? Đây này. Nó là để
Sao chỗ này lệch ra ngoài đấy, chỗ kia lệch hả? Như nào? Chờ khô tí mới cắt được. Cắt như nào? Phải dùng thước nhôn kia phải cắt thế này. Cắt cái gì? Cắt gạch hay là cắt vữa? Cắt vữa đi để. Ừ. Sao em thấy quan sát từ bên kia đấy. Cái này thì trồi ra, cái kia thì thụt vào. Em nhìn thế này thôi. Còn đây tí cắt chú vữa này là bằng rồi. À. Cố gắng cho nó đẹp vuông vắn tí em nhỉ ạ. Dù sao chăng nữa thì đây, trước khi mọi người xem cái ngôi nhà của mình bên trong đẹp thế nào thì mọi người cũng đi qua những cái phần này trước. Hôm nay xử lý phần nước luôn cho em nhé. Hôm nọ anh đi anh có mua cái vòi xịt không? Vòi xịt á? Ừ. Chưa mua đâu. Sao hôm nay không mua luôn nhỉ? Tưởng là em mua từ dưới lên thôi, không mua. Cái vòi xịt nhà vệ sinh ấy. Xem thế tí cũng có thiếu cái đồ cái xếp mà à. Chờ sau này thì tí đi mua thêm vào. Ừ, hộ em. Vâng. Cứ đi đi, mọi người làm thì em đều ấy hết. Anh em đi thì em sẽ trích tiền bơm xăng nha. Bởi vì bây giờ em đi thì được thôi. Mọi người mỗi lần kê cho em một vài đồ. Đến lúc là em đi, nó vẫn thiếu cái này, thiếu cái kia. Phần sân này là xong hết rồi đúng không? Gạch là vừa đủ luôn à? Đủ luôn. Chỗ này tựa ra một tí nhưng tôi tới này lan can nó chạy qua đây. Cái này vệ sinh đi nữa là sạch sẽ rồi. Đấy, hôm qua thì trong nhà thì là đã bảo vợ chồng là vệ sinh sạch sẽ các bác ạ. Một lượt lau, một lượt rửa thì chưa thể sạch sẽ được hết. Chắc chắn là sẽ vẫn còn phải lau rửa liên tục nữa. Lau rửa liên tục, nước lau sàn, chổi lau mọi thứ. Thì cái ngôi nhà mình mới sạch sẽ hơn, nhiều hơn được. Bịt cái gì ở đây? Mạch hở à? Đến cái bậc thang này thì phải gạch gọi thung là chắp vá rồi mọi người ạ. Cái gạch lát nhà còn thừa ra thì anh em sẽ cắt về anh em lát vào đây. Thay vì cái bậc chống không được lát thì mình sẽ cắt những cái tấm gạch còn dư này. Sau này lau rửa đi sạch sẽ hết. Ai có điện thoại này? Người yêu gọi. Thế Lưu là người yêu còn gì nữa. Ôi dồi, nhiều bướm nhỉ. Đây, mọi người thấy không? Buổi tối mới chỉ có một cái bóng đèn thôi. Đây, rất là nhiều bướm này. Đó, rất nhiều. Đây hết luôn. Có cái hương gì đuổi không nhỉ? Hả? Ra chợ hỏi người ta xem.
quét. Ờ, đây này, đây luôn. Củi quét đi thì giải quyết vấn đề trước mắt thôi. Các anh chị có mọi người có sử dụng cái gọi là cái gì, thuốc xịt hay là cái hương gì? Thường thường thì có hương đuổi muỗi thì biết rồi, vùng cao có hương đuổi muỗi cắm vào là đuổi đi, nó cũng không có thật. Nhưng mà cái bướm này thì cháu Khâm cũng chưa biết. Bởi vì khu vực nhà Khâm nó không nhiều đến như thế. Ở đây thì gần núi rừng thì nó bao giờ các cái con côn trùng này nó cũng nhiều hơn. Khu vực Khâm này cũng là núi thôi, nhưng mà dưới góc độ rằng là cây cối nó không có tùm nhiều như thế thì cũng không đến nỗi rằng là bướm nó nhiều đến mức độ như này. Đấy, tại sao nó không sang nhà anh Cấu? Bởi vì nhà anh Cấu tối, nhà mình thì là sáng, chỉ cần một cái bóng điện thôi, sau này sơn vào nữa là càng nhiều con nó bay về. Vậy là như em dự đoán là khoảng 6 công thợ nhỉ. Phần nước trong nhà nữa. Nước. Xong là cái này kê cái téc vào đây luôn anh Mỹ nhé. Đấu cả tí kê vào đây xong rồi đấu cùng cái ống vào luôn. Đây này mọi người ạ, đây là một cái ống này thì mình để sẵn đây này. Anh có mua những cái nẹp vào anh Mỹ? Những cái nẹp đấy, những cái nẹp vào tường này này. Có. Đấy là gọi là đây. Ơ, cái này thì như nào nhỉ? Cái này thì bây giờ chỉ ấy thôi chứ. Trẻ con nó làm thế nào? Ờ đúng rồi, như này chứ đúng không? Như này. Như này bây giờ nước vào đây thì cho cái này vào test nhỉ. Nhưng mà có thấp hơn téc không đây? Có, nhưng mà ống này có đầu nối mà. Hả? Có đầu nối. Thế lại nối lên à? Nếu chặt thấp hơn téc là cái chắc rồi. Mình cắt ngắn hơn thì anh tưởng là cái téc nạp cơ. Sao lại xem cái téc đứng. Nó là téc đứng thì anh phải nối lên như này này. Vâng. Đấy, sau đó là anh vòng vào. Đầu nối mà. À. Thế phải nối thêm cái này vào lên. Đây là ống thông hơi để phốt. Hôm qua thì thanh toán tiền hôm kia thì thanh toán tiền công thợ cho anh em. Hôm qua thì thanh toán thưởng cho anh em. Và bây giờ mình còn một cái hạng mục nữa thì là lắp điện. Và một cái nữa thì là thanh toán tiền cửa nữa. Đấy, tiền mái thì vừa rồi không thanh toán rồi. Thì đâu đó là mình cũng gần như là sắp sử dụng hết quỹ làm nhà của Nô Súa rồi đấy. Cái ngôi nhà thì chỉn chu thì càng chỉn chu thì sẽ càng phát sinh kinh phí mọi người ạ. À còn thanh toán công nhật này cho anh em nữa này. Đấy. Thì có lẽ là đến lúc xong hoàn thiện ngôi nhà thì gần như là cũng sẽ sử dụng sắp hết đi cái khoản quỹ làm nhà của em rồi. Nhưng mà vẫn sẽ đủ không thiếu mọi người nhé, không có thiếu đâu. Chắc chắn luôn là sẽ không thiếu đâu. Nhà Nô thì mọi người cũng biết rồi, là từ lúc làm nền rồi là cũng trích quỹ ra để ăn uống. Và sau này thì gần như mỗi ngày đều phải sử dụng đến quỹ để nấu cơm, thức ăn cho anh em thợ. Thứ thật thì là để mà ăn một ngày với số lượng thợ là có ngày thì đến 9 người. Nhà anh Mỹ nhỉ? 8 đến 9 người. Cả gia đình nữa thì cũng hơn chục người. Thì một ngày thì ít nhất là cũng phải có độ khoảng 2 đến 250 tiền thức ăn đó. Mua rau, mua thịt. Có khi là đấy là còn cái con số rất khiêm tốn.
Đấy, bây giờ thịt nó cũng đắt mọi người ạ. Thịt mông bây giờ phải 140, xương sườn thì là 150. À, thịt lợn đen như này mọi người, thịt đấy thì ít nhất cũng phải có 2 cân thịt. 2 cân thịt thì hơn chục người ăn 2 bữa thì nhiều khi rằng là còn phải ăn kèm với các thứ, thì không có tính sơ sơ là trong cái thời gian vừa rồi là cũng trích quỹ liên tục cho em, thì một ngày cũng có độ khoảng 250 tiền sinh hoạt cơm nước. Còn để cho nô lo thì thưa mọi người, nô không có khả năng. Thì bác Hùng rất là quan tâm, mình cũng trích quỹ liên tục để mình sử dụng vào cái phần ăn uống cho anh em. Chỗ chân anh có khi cắt thêm da đấy nhỉ? Chỗ chân của anh ấy vẫn phải cắt thêm da đúng không? Bên vữa ấy. Ừ. Bên này đắp thêm vào một tí này, cho nó cân đối nhau tí. Chỗ đấy mình chả lát nữa, chả ốp nữa. Cái này ở sạch vào nhá, nâu nhá. Ừ. Bây giờ làm gì không? Không làm việc gì à? Lại tiếp tục dọn dẹp thôi. Cái này vẫn thừa ra mấy viên hả à, mày? Vâng, thừa ra mấy viên nhưng mà cái cành này trơn lắm. Khi còn trơn hơn mình dẹp này. Mai có việc gì à mì, không đi làm được. Đã? Mai có việc gì? Mai có việc nhà. Đáng lẽ thì là mai anh em sẽ vào nhô máy luôn, triển khai công trình phụ luôn. Thế nhưng anh Mỹ anh có việc nhà. Cái mạch này lắp đầy vào. Miết, miết cho nó kín vào. Tính ra làm những cái này nữa mất 3 tuần cả làm từ cái lúc xây dựng đến thời điểm hiện tại. 3 tuần cho một cái ngôi nhà cấp 4 như thế này. Ngôi nhà của các cháu ngày xưa là làm lâu nhất nhỉ. Mất cả tháng nhỉ. Lần đầu tiên sang lúc đấy thợ ít. Thời tiết lúc đấy lạnh. Khởi công nhà các cháu là vào cuối tháng 11. Nghĩa là độ khoảng gần tháng đó, mọi người. Thời tiết lúc đấy rất là lạnh. Nhưng nó lại không mưa một tí nào. Lạnh một chút anh em làm việc lúc đấy phải dựng lều lán. Chúng làm cái gì đây? Lấy gạch dùng à? Gạch đấy viên gạch trắng gì? Đấy.
Anh Báo ơi, thì nữa hộ em chát cái bậc này hôm qua bảo rồi. Chát lại chỗ này. Chát vào, đây này, hở ra. Nhá. Hôm nay đằng nào vẫn hết ngày nữa. Sửa lại. Chát cái này ra dày thêm một tí. Chát cái này ra thêm. Này, làm vẫn bị bậc to bậc bé này. Chỉ đến thế rồi vẫn bậc to bậc bé. Rút kinh nghiệm nhá. Cái này là không phải lỗi của em rồi. Em hôm qua em chỉ đến nỗi mọi người làm vẫn cứ bậc to bậc bé. Anh em lại kẻ tấn bá vào hả? Ý là muốn đổ bậc bên dưới to ra thêm một tí nữa. Thực ra thì nó chả là việc gì đâu, nhưng mà mình cũng quan trọng cái việc thẩm mỹ quá mọi người ạ. Ai cũng muốn đẹp thôi, đúng không? Hả? Ai cũng muốn đẹp thôi. Đây mà làm nhà không chắc không còn khó tính hơn nữa. Đây làm nhà cho các hoàn cảnh, đôi lúc mình là cũng muốn cho các hoàn cảnh đẹp thôi. Mình cũng có ở cùng mọi người đâu, muốn làm cái nhà là phải nó xỉn chu một chút. Xi măng thì chắc là không thiếu rồi nhỉ. À, xi măng hôm nào sơn xong nhà thì là cả nô đấy cùng nhau quét lán đặt xong. Xong nhà rồi, cái đấy là một phần, nhưng mà mình sẽ xi măng đánh tường xung quanh nhà. Nô nhá, cái đấy nô làm được mà, một buổi là xong. Mình hòa xi măng ra, sau đó mình lăn sơn trong nhà xong đã, xong đó mình sẽ dùng con lăn ấy mình lăn xung quanh nhà chống thấm. Lăn như thế thì vẫn chắc rồi. Nó mưa nó không, nước cũng không ngấm. Đúng rồi. Hai nữa nó cũng bảo vệ tường tốt hơn chứ. Trông lệch nhau tí nhỉ. Thôi cố gắng làm miết vào cho nó đẹp đẽ. Bây giờ thiếu 1-2 viên gạch. Đi mua lẻ thì đi lại vất vả. Cố gắng cho nó vuông vắn vào rồi thế này mình lau rửa sạch sẽ đi. Đi lại cho nó sạch. Nô vẫn chưa thay nổi cái quần rách kìa. Nhà đây anh xem nào. Chào các ông các bà, với cái quần rách này có được không? Đây đi. Anh bảo thế thay cái quần rách này đi. Trông cho nó đẹp một tí. Xong là cắt tóc đi. Nhá. Hôm qua mặc rồi thì tối hôm qua phải thay quần áo tắm rửa đi. Anh Mỹ nói tiếng Mông mới hiểu. Cố gắng là một ngày tắm một lần đi, thanh niên. Rồi chè ha. Giặt rũ một lần đi, nước thì nhiều. Không chả sót còn để chè cút na chứ. Bây giờ nhá, sau ngày hôm nay ấy, việc cũng không còn quá nhiều rồi. Mỗi ngày anh không lên phải thấy em mặc một bộ quần áo khác đi, tắm rửa sạch sẽ đi. Sao thì anh ra lò mà gãy, nuôi chè không nhờ xe. Cái này không phải là hà khắc gì đâu. Cái việc tắm rửa là cái việc của mình, để mình ở sạch, để mình mạnh khỏe thôi. Đấy. Nhà thì đẹp rồi. Cái này ăn ở bản thân mình mà. Bản thân mình mà không sạch được thì làm sao mà mình sạch được cái nhà. Mình phải sạch trước tiên đó. Mà cái nhà có sạch đến mấy, nhìn cái ông chủ nhà ở tóc thì không cắt, trong đó thì là người ngợm thì bẩn, quần áo thì bẩn thì có được không nhá. Sạch sẽ đi.
Cái này thì có thể là anh dặn thì nhiều người tự ái mà tôi ở thế nào kệ tôi, nhưng mà đưa hỗ trợ các nhà hảo tâm hỗ trợ sạch sẽ như này, muốn thấy cái phiên bản của các em phải tốt hơn, các em phải sạch đã thì các bác mới tin tưởng được rằng là sau này cái ngôi nhà nó sẽ rất sạch. Thế anh lên đây có phải là anh mặc cái bộ quần áo hôm qua lên không? Không có. Rồi kê cái téc vào đi. Đấy, chắc chắn là nó sẽ bị cao hơn rồi anh mì ạ. Cao tính nối. Nối cái ấy vào. Chạm vào lan can. Ôi, chạm vào lan can đấy, cho vào trong một tí nữa. Lan can hôm đó đã chạy. Hình như không nhầm là chạy đến cái chỗ này. Đấy, anh cứ kê vào trong một tí. Nên thầy lại cho vào đây này. Sát vào đây luôn. Sát vào đây đi. Quay cái vòi xả ra bên ngoài. Đấy, anh tể như này bên này trong này cũng chả giải quyết được gì. Cho sát hẳn vào đây. Thì mình còn được một cái không gian ở đây. Nếu có xả nước gì thì cũng xả đây ra. Vâng. Quá tiện rồi. Đây sẽ là một cái để... để nghiên cứu lấy cái nước mưa vào nữa đây nữa à mì hạ. Vâng. Hộ em thiếu ống không? Ống qua về. Cái này thì đấu thế nào trực tiếp vào, chắc phải lấy cút hay cái gì đấy nhỉ? Vòng vào nhỉ? Đây này vòng ra đây, xong vòng vào luôn. Còn đồ cái tem thì tí đi mua cả cái thêm một cái hai cái cút vào. Cho thảm vào cái tem. Thử nhấc cái téc về nào, được chưa? Cái này sắp xong chưa? Đây là cái mà bác Hùng, bác đề xuất. Đấy, hôm nay sẽ đặt thử cái téc vào xem. Đúng cái vị trí này. Nước mưa thì mình sẽ lấy theo một cái đường thôi. Đầu bên kia thì có lẽ là sẽ bắc thang lên bịt vào. Bịt cái đầu bên kia vào là xong. Sẽ nước chảy về một hướng thôi. Thấp hơn một tí nhỉ? Cao hơn rồi. Đây à, cái này để cho nước vào hay như nào? Vâng. Mắc cái ống này. Thế còn cái này về thì cho thẳng trực tiếp vào đây. Vâng, cho vào. Thế thì thế này, chắc phải thiết kế một cái khóa. Lấy nước mưa ấy, cần không? Nước mưa thì... Ví dụ như nó đầy thì nó lại chảy ra ngoài. Chảy ra ngoài lại ướt hết bên sân của mình. Có cái, ở dưới này có cái... Thế... Nha. Nếu mà thế thì thiết kế khóa ấy to nhỉ.
khóa trực tiếp ở đây được không? Một bên đây thôi, xong là thì là cái bên kia có bịt ấy thì chỉ bịt cái đầu dưới như này thôi. Thì chỗ này mà đầy thì khóa bên này vào lại xả bên kia. Nhưng mà phải cắt bớt đi. Ừ. Ừ, cắt đi thì cũng được. Cả cái bên kia nữa. Có cái nào khóa nào vừa cái này luôn không nhỉ? Cũng không biết nữa. Thử đi xem nhé. Thế phải mua hai cái khóa. Cứ dần dần nghiên cứu xem. Vì là nếu mà nước mưa về, có phải là mùa mưa thì nó cũng mưa rất nhiều mọi người ạ. Mưa rất nhiều thì cái này nếu mà cho vào đầy thì chắc chắn nó sẽ tràn ra ngoài. Và với cái địa thế này thì một thì là thiết kế cái vòi ở dưới. Bé, mua cái bé này là... Cái này thì 60 thôi. Cái này là 90. Cái này 90 đúng không? Vâng. Cái này 60 thôi. 60. Rồi, cứ đặt như thế này đã, tạm thời tính toán là như vậy. Một lần nữa thì cho cháu Khâm cảm ơn các bác nhà học tâm, đặc biệt là bác Hùng, cô Vân, các nhà học tâm khác đã đồng hành với cháu Khâm để giúp đỡ em Nô Xúa nhé. Hôm nay thì công việc thì gần như là cơ bản dần về những ngày cuối cùng nhất của ngôi nhà rồi. Cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn là quan tâm và dành thời gian theo dõi video của cháu Khâm nhé. Hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.